Mình tên là Chu Thị Ngọc Diễm, là học sinh lớp 12 trường tiểu học Phương Sơn. Mình tên là Chu Đức Doanh. Mình tên là Đàm Thị Thu Quyên. Các bạn ơi, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là nguồn tri thức vô biên dạy chúng ta biết đọc, biết viết, biết sống có ích, có lý tưởng, có ước mơ. Từ lâu, sách đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống con người chúng ta. Sau đây, mình xin giới thiệu cuốn sách Tiếng Việt 1, tập 1. Sách gồm 172 trang, do Nguyễn Minh Thuyên làm tổng chủ biên, do Nhà xuất bản Đại học Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Các bạn ạ, cuốn sách có nhiều bài học hay giúp mình biết đọc, biết viết, biết sống có ích, có lý tưởng, có ước mơ. Trong câu chuyện, hai con dê, dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hè. Dê đen đi đằng này, lại dê trắng kia đằng kia sang. Không con nào chịu nhường con nào, đến giữa cầu, chúng cãi nhau, chúng húc nhau. Thế là cả hai cùng lật tàu xuống suối. Câu chuyện này, quê chúng ta phải biết đường nhìn nhau các bạn nhé. Mình xin giới thiệu cuốn truyện Cô Bé Lọ Lem. Đây là quyển truyện cổ tích nổi tiếng thế giới, quyển truyện dài 20 trang. Câu chuyện kể về con bé Ella vô cùng xinh đẹp, nhưng từ khi cha qua đời, mẹ kế bắt cô phải làm việc vất vả tối ngày. Người lập nem nên mọi người gọi cô bé là Lọ Lem. Cô hiền lành tốt bụng nên được tiên giúp. Sau này Lọ Lem đã kết hôn cùng hoàng tử và sống rất hạnh phúc. Câu chuyện khuyên chúng ta ở hiền gặp lành. Các bạn hãy cùng đọc câu chuyện này nhé. Mình xin giới thiệu cuốn truyện cổ tích Việt Nam Sọ Dừa, nhà xuất bản Hà Nội. Câu chuyện kể về cậu bé Sọ Dừa. Tuy thân hình kỳ lạ nhưng cậu bé rất chăm chỉ, biết giúp mẹ cha. Chúng ta sẽ học tập cậu bé nhé. Các bạn ơi, mình có câu chuyện rất hay, các bạn cùng đọc nhé. Cậu bé thông minh. Ngày xưa ở làng nọ có một em bé rất thông minh. Mặc dù mẹ mất sớm nhưng hai cha con sống với nhau rất hạnh phúc. Và một ngày, nhà vua ban cho ngôi làng của em bé thông minh đang sống 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực. Người ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy để thành 6 con bé. Hẹn 2 năm sau phải nuôi đủ, nếu không cả làng phải chịu phạt. Trâu đực làm sao để được nhé con? Đúng rồi, trâu đực làm sao mà để được nhé con? Dân làng nhận lệnh vua, ai cũng sợ hãi lo lắng. Việc đó đến tay em bé liền bảo cha. Cha mấy khi được lòng vua ban, bố cứ thưa với làng, giết 2 con trâu, đổ 2 thúng gạo nếp, còn 1 con trâu và 1 thúng gạo nếp, bố con ta xin lòng làm tiền lộ phí, đi đến kinh đô lo liệu việc ấy. Thế vậy cậu bé lên kinh đô lo việc như thế nào? Chúng mình cùng đọc tiếp nhé. Cha nghe nói vậy thì bảo, con đừng có dại mà mất đầu đấy con ạ. Bố cứ mặc con thế nào cũng xong mọi việc. Người cha vội vàng ra trình bày cho làng biết. Cả làng không ai tin, bắt người cha phải làm giấy cam đoan. Hôm sau, hai cha con khăn gói lên đường. Đến kinh đô, con bảo cha đứng đợi ở ngoài. Còn cậu bé thì nhà lúc bị anh lính canh vô ý, chạy thẳng vào sân rồng, khóc ấm lên.
bố con không chịu để em bé cho con bé. Vua bật cười phán, bố cháu là đàn ông, sao đẻ được cháu? Em bé bỗng tươi tỉnh đáp, thế sao làm chúng con lại nhận được lệnh che mắt nuôi ba con trâu đực cho nó đẻ thành sáu con nhé? Để đục đúc vua. Vua cười bảo, ta thử thấy thôi mà. Thế là con không biết điều trâu ấy ra mà thì mà ăn với nhau à? Tâu đức vua, là chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp bên là lộc vua, Phật đức vua cho nên đã làm của ăn mừng với nhau rồi ạ. À, vua biết em bé thông minh nhưng muốn thử lần nữa. Hôm sau khi hai cha con đang ăn cơm, bỗng sứ giả đến mang theo một con chim sẻ. Sứ giả nói theo lệnh vua, hai cha con phải dọn thành ba mâm cỗ thức ăn từ con chim sẻ này. Em bé liền bảo cha lấy cho mình một cái kim câu rồi đưa cho sứ giả nói, ông cầm cái này về, tâu đức vua chia sẻ cho tôi thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vua nghe nói phục tài, em bé lắm việc vua sai sứ giải đi khắp nơi ra câu đố cũng là để tìm người tài sòn vua giúp nước. Nay tìm được rồi, vua rất vui. Vua cho mời cả hai cha con vào ở hẳn trong cung để giúp đỡ vua lúc cần thiết. Các bạn ơi, để học tập tốt hơn, chúng mình hãy cùng nhau chăm chỉ đọc sách mỗi ngày các bạn.